Hi, chào bạn. Chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo của kênh Sawa TV. Hôm nay lại là một cái series đi ăn sập Sài Gòn các bạn ạ. Mình đưa các bạn đi ăn chợ phiên, các bạn lại đưa mình vào Sài Gòn, mình lại đưa các bạn ấy ra Tây Bắc khám phá Tây Bắc. Bây giờ các bạn lại đưa mình vào miền Tây các bạn ạ. Trước khi mà mình về miền Tây thì em sẽ giới thiệu với anh một vài quán ở đây. Okay. Mà những quán này là rất đặc biệt, là đều là khán giả ruột của anh Hải Sawa TV. Cứ nói đến khán giả Sawa TV đã thấy trong người cảm thấy dạo dực rồi, bởi vì là những cái người mà yêu thích mình thì toàn những món ăn mà mình thích thôi. Ở đây là món má heo này, cháo đồng. Mà má heo theo những quán em biết nha thì có thể gọi là rẻ nhất mà em được biết, mà siêu to khổng lồ luôn. Rẻ nhất Sài Gòn. Mà chị này là bán lòng, là kiểu là mua đất cũng nhiều ở Sài Gòn á. Cứ nói thế. Bán thịt quay rồi bán lòng mà mua nhiều đất là mình thích lắm, bởi vì hào hỏi các bạn ạ. Anh em mình đi quay YouTube không biết đất ở đâu. Toàn đất nhiều nhưng mà toàn đất trồng cây thôi các bạn ạ. Đây, mời mọi người lên đây ha. Chào chị nha. Ủa. Đây là anh chị nhỉ? Dạ đúng rồi. Ủa, chị xinh thế. Hôm nay chào anh nha. Chào chị nha. Anh Hải biết rồi, làm sao ba vào đây? À, hay quá. Chị biết cả xem quả Sapa TV à? Ủa, bao nhiêu kênh của anh Hải luôn đấy chứ. À, fan cứng luôn à? Thế là thích rồi đấy. Mới được rồi, còn đang xem cái kênh của Hải ăn cái con heo gì đấy. Con heo mà bữa đi cả mấy người đấy. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế là chính rồi. Rồi. Đây là cái... Đây, con... Một chảo to luôn này. Anh thấy là bình thường anh em mình đi ăn là người ta chỉ bán má trên. Hoặc là cái má dưới thôi đúng không? Mà này là chỉ bán nguyên một cái miếng một bản to vậy luôn. À. Đây là nửa nửa cái luôn đấy, nửa cái đầu luôn đấy nhờ. Cái này là thường thường mình bán là bao tiền một cái hả chị? Bữa trước heo rẻ thì em bán cái to đúng này cũng 5 chục, còn bữa nay nó heo mắc thì em bán 6 chục. À. Còn cái bé hơn thì 5 chục. À. Một loại 50, loại 60. Thế em mua hết thì giá như nào chị nhỉ? Cười. Ôi sao mình không ngờ nó rẻ như thế luôn đấy anh em ạ. Phải nói thật với các bạn là ở chợ phiên ý thì cũng nhiều nhưng mà không rẻ như này. Ngoài má heo, ui dồi, cái này còn lòng xe điếu hả chị? Không, ở đây không có xe điếu đâu, lòng vừa vừa. À. Tại vì mình bán ngoài bị hè này thì không không có cao cấp lắm đâu. À, nếu mà hàng xe điếu thì lỗ mất mà không mua được nhiều đất. Anh Hải thấy chị chủ xịn không? Hả? Anh Hải thấy chị chủ xịn không? À. Thôi nhưng mà phải nói là chị chủ này nhìn cũng chắc chắn đấy. Chị làm nghề này được lâu chưa? Em làm lâu rồi, cái ngày chưa lấy gì. Nhà em là bán rồi. À, thế có nghĩa là cái nghề này gia truyền rồi đúng không? Không có ra mà tự. Chị bán này được bao nhiêu năm rồi? Bán lâu lắm rồi. Không nhớ à? Từ ngày mà chưa lấy anh này. Thôi bây giờ như này, hỏi như này cho nó hết dễ đi. Xuất lại bây giờ bán cái này được bao nhiêu mảnh đất rồi, để mai em biết đường em về em chuyển ngay vào Sài Gòn thôi. Nói chung là cũng do làm ăn thì cũng cố gắng cho vợ chồng tích lũy, là cũng mua được nhà đất có đầy đủ rồi. À, hay quá. Thế là đủ dùng rồi đúng không? Nói chung là cũng cố gắng để nói cho các con thôi. Ừ. Anh chị là mấy cháu rồi? Ba. Hai đứa thì năm nay một đứa thì học vô lớp 10. À. Một đứa thì năm nay vô lớp 8, một đứa thì vô lớp 4. Ủa thế nhìn chị trẻ này thì chị là năm nay, em xin phép mạn phép hỏi là năm nay chị bao tuổi rồi? 41 tuổi á? Ôi trẻ đẹp. Thế mà chị nhìn trẻ nhỉ, cứ như kiểu là 31 đấy. 31. Cái này là gì đây chị, cháo à? Đâu, em đang đi cháo. À. Ui. Ui trời ơi, cái má này khủng đấy nhỉ. Má này khủng tí nữa anh Hải ăn nhá. Ok. Và cái má này là sau đó là mình trụng một nước, sau đó mới bỏ vào cháo đúng không? Ừ đúng rồi, để cho nó lòng. Cái này là khách order lòng đúng không? Mình chần lại cho nó nóng. Cái này thường thường là bao nhiêu tiền một cái một đĩa lòng như này? Một 50 anh ạ, một tô cháo với đĩa lòng một người ăn á. Là một tô cháo không với một đĩa lòng nhỏ nhỏ này này mà 50. À. Ôi chị này bán rẻ nhỉ. Tôi nói là em đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà chị này chị bán rẻ thật đấy. Đĩa lòng. Có thời điểm là người ta thấy rẻ thì người ta sợ hàng đông lạnh luôn ấy. À, thế à? Nhưng mà chị là cam kết là lấy hàng nóng mỗi ngày. À. Đây này em bán này, ở đây là bán bình dân. Bình dân đúng không? Có ăn cháo không? À. Thực ra là chị bán như này là còn rẻ hơn ngoài chợ phiên mình đấy. Biết sao không? Tại vì ở đây này em bán này không mất tiền chỗ, không mất tiền gì hết. À. Mình bán lời ít. À, mình lời ít thôi đúng không? Còn người ta là mất tiền thuê mới
giúp đỡ làm điện nước không cũng không lấy tiền. Đúng rồi. Đấy, thấy mẹ vợ chồng nghèo không à? Làm ăn là quá hay đó. Luôn chị ơi. Có nghĩa là buôn tận gốc bán tận ngọn. Đồ thì mình ra chợ chợ đêm mình lấy, chợ đầu mối mình lấy đúng không? Đâu em lấy chợ Sơn Kỳ đấy. À thế à? Chỗ lấy luôn. À. Thế chị không sợ chị chỉ chỗ lấy để mai em ra đấy em về. Em ra đấy mà lấy. Em lại mở một cửa hàng ngay cạnh kế bên quán. Đó, chị à? Đi ra đấy mà lấy. À thế à? Lần trước em quay là chị tâm sự là con trai của chị rất là mê anh Hải. À. Là nếu mà có dịp anh Hải vào là muốn thách đố anh Hải ăn cái má heo. Ăn cái ôi. Má heo. Nhưng mà nó cứ hỏi là chú Hải à, ra chứ mẹ à. Đây con đi học về rồi. À. À, chú Hải đi về rồi. Hôm bữa lần trước nó bảo là ước gì chú Hải vào ngày thứ bảy để nó nghỉ học. À thế không bảo chú để thứ bảy chú vào. Hôm nay cháu đi thi rồi. À thế ạ. À. Cái này là mình rảnh rảnh này mình phải cắt trước chị nhỉ. Đến khi có mình khách cắt thì trước tí nữa là giờ tan tầm là đông mà làm không kịp. À thế nên là rảnh là mình cứ làm sẵn đi. Và khi khách ăn cái này có phải chờ lâu. Thế ạ. Bán nhiều má. Bán thì bán cũng như vừa thôi, 5-60 cái thấy thôi, nhà có hai vợ chồng thôi. Có người đến sớm thì còn đấy, muộn thì hết. Đúng rồi. Nói chung là hên xui đúng không? Làm nhiều quá mệt lắm. Nhiều tiền quá mệt. Mấy hôm nay là người nó đang lắng lắng này. Chị là có mấy đứa rồi? Em ba đứa. Ba đứa. Thế là mình làm đủ 3 mảnh đất thôi chị ạ, xong đi du lịch thôi. Chứ mình đừng cố ham hố gì nhiều. Hôm nào chị đi Sapa chị hướng dẫn em làm cái món. Là hôm nay là tại lúc này cũng đang tính đi chơi đi về quê nhưng mà cháu nó đang ôn thi vào lớp 10. À, thế là quê chị là ở đâu? Quê em ở Hà Tây. À, chị Hà Tây à? Vâng. Thế là cùng quê với là anh em Tam Mau đấy. Hà Tây. Tam Mau là ở cái gì? Cái gì đây? Hay quá. Tam Mau là ở Ba Vì. Ba Vì. À. Em là ở Mỹ Đức. Em là ở gần chùa Hương. À, chị gần chùa Hương đấy à? Chỗ mà chuyên treo đầu ấy bán thì đấy nè. Em là vịt nướng Vân Đình. À, thế à. Đấy. Sao lại vịt nướng lại bán má heo? Đình, à, thế nhưng mà em phải bán má heo. À. Nếu Vân Đình người ta phải có bí quyết thì mới được. À, hay. Ừ, ở gần đấy. Cái nhà giáp bên đấy. Xem chị đang khái rất là nhiều đồ luôn này. Cái này là cú hỏng hả chị? Đúng rồi. Chị bán này thì chị có bán thêm tiết canh không? Có tiết canh không? Không, có bán nhậu rồi mà bán tiết canh. À. Cái này tiết canh bây giờ ít người ăn lắm. À. Ngày xưa tầm em tiết canh. Ngày xưa thôi nhỉ? Ừ, ăn vừa ghê. Nhưng mà hôm nào đặt trước chị thì được có tiết canh không? Không bán. Không bán à? Chúng nó ngộ độc nữa. Em nhớ là má heo nữa cái không bán không chị? Ở má heo là bán nguyên cái, chứ con đường không bán. Đấy, nữa là không bán nha anh Hải. Kể cả nhà ai mà ăn lòng nha, là phải đĩa lòng một người, một con cháo phải đĩa lòng 50 thì phải bán, 30 nên là ít là chị không bán. À, rất có bán. Phải bán rẻ nhưng mà phải bán số lượng nhiều. Đúng còn rồi. Nếu mà bán ít quá là không có bó, không phục vụ là chị không bán. Đúng không rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai người ăn là hai tô cháo mà đĩa lòng là ít nhất phải 80, còn nếu mà một người ăn là 50 thì phải bán. Đó. Ok. Chứ ít quá là chị không bán đâu. Hai cháu má đi. Rồi, hai cháu má em. Rồi, chị làm cho mọi người xong rồi tiện làm cho em luôn đi. Rồi. Không hề mất công tí nữa lại hết hàng. Chứ à. Hả? Gọi ít quá chị không bán nha. À, gọi ít quá. Chị cứ cho em, chị nhìn em thế này thì lực ăn của em thì chị biết rồi đấy. Diệp ơi, em xem cái nào mà ngon ngon thì chọn trước đi. Ê, cái này má này nhiều thịt nè. Này cái má to. Má khủng long. Cho em hai cái má to, một đĩa lòng, hai tô cháo ạ. À. Rồi rồi rồi. Này may là có em Diễm cũng là một trong những khán giả mà thích kiểu một trong những người em mà hay đưa mình đi ở Sài Gòn các bạn ạ. Đấy. Cái này là gì đấy chị? À, chuẩn bị vớt lòng à? Cũng có dịp ra nhà khách sạn anh Hải ở bữa du lịch nữa. Anh chị cứ ra ngoài khách sạn Sapa TV của em là ở miễn phí luôn. Đấy. Con gái lớn rồi còn nhỏ cái gì nữa. À mà chị có cái bộ óc không? Không. Thế à? Tại vì không, không điện trước là điện trước em mua óc nè. Thế không để óc để làm bộ nước chấm thần thánh à? Không, ngoài xa ba có nước chấm thần thánh. Thế hay chị nhập chấm chéo của anh Hải đi. Chéo. Ở đây
ở đây người ta cũng biết ăn. Không, không ở đây mà bán thêm loại chẩm chéo nữa thì có lỗ. Chẩm chéo của mình ngon, đâm ra mọi người thích ăn. Chẩm chéo có ông này nghiền. Chấm thịt gà. Đấy đúng rồi, chị Chí Tỏ xem nhiều. Ơ vừa đây có cái má heo ở đây. Đấy, đâu rồi? Em để đây nè, em để cho nóng đây. Kéo quá nhỉ. May mà chứ. Ơ mình gọi là mấy cái đấy chứ ơi. Chị bảo chị thả vào luôn đi. Em thả cho anh rồi, hai cái. À hai cái rồi đi. Em hai cái to nhất nha chị. Nào mình ăn cũng phải chơi cái loại siêu to khổng lồ. Hai cái to nhất và lại phải thêm một dĩa lòng to nữa à. Ừ. May là cái giờ này là cũng là cái giờ mà nó chưa có người, đâm ra là quay chia sẻ các bạn dễ được chứ. Chưa. Nếu ra đây vào cái tầm 5 rưỡi 6 giờ chị nhỉ. Chị ơi, hay là ra chợ phiên bán đi chị. Chưa nè, bán được không? Ngoài chợ phiên em chưa thêm món này chứ ok. Không, nhưng mà nhìn chị này mà ra chợ phiên là em nghĩ là chắc là đắt khách lắm đấy. Đắt không? Đắt khách. Đắt em. À. Em có muốn đắt nào rẻ rẻ không? Nhìn chị chắc chắn này. Ở đây chị mua là 3 mảnh đất nhưng mà ra ngoài chợ phiên khi chỉ phải mua được 3 hectare đấy. Ờ, chợ phiên có miếng đất nào rẻ rẻ không? Có. Có tiền mua. Nhiều lắm. Đấy, ui ôi. Cái này của em hay của ai đây? Của khách. Của khách à? Năm má nhỏ. Má nhỏ là 60, má to là bao nhiêu? 50, má này 50. À, má bé là? 50. À, cho một chút hành vào đúng không? À, hạt tiêu. Hay quá. Hai vợ chồng. Đức là. Ờ. Công nhận anh chồng hiền. Mà gặp gặp chị này thì nóc nhà to này thì chồng không hiền thì mới là lạ. Đó, nhìn em thấy này giống sư tử Hà Đông lắm à? Không, không giống sư tử Hà Đông nhưng mà nhìn nó chắc chắn. Ý là khi bọn em đàn ông mà cứ có vợ đẹp rồi là không có nghĩ gì cả. Cho một tô cháo lòng cho anh kia nhá. À, một tô cháo lòng à? Rồi. Ở bên hài này, bên là bên nào mình bấm cho bên kia này. Chị này có một cái hay là nếu bình thường là sinh viên anh hoặc là những ai mà nói chung là chị thơ hay chị ấy là chị hay tặng cháo thì kia à, thế à, không lấy tiền. Thế là chị ấy có một đức tính giống Diễm rồi đấy. Học sinh đi học xa bố xa mẹ, con như cháu mình thôi. Đúng rồi. Em cho đi cháo thì có việc gì đâu. Dạ. Ăn cho nó no. No đâu. Nhất là mới dịch xong ấy là chị nấu nhiều cháo lắm. Ai mình biết là người ta khó khăn là chị là múc cho thoải mái nặng thêm. Mấy cái sinh viên đâu như con đi cháu mình ý mà. Đúng rồi. Nhìn thấy chị làm liên tay mà nhưng đã mắt. Giờ này là mới mở ra mà cao điểm là khách đứng chờ đông lắm. Thế à? Có khi chị chia sẻ là ta đi tới đây không còn má đâu chị. Đúng rồi, có đây. Nói thế thì chị ơi tí nữa. Cao điểm là hết cả bàn ngồi, tí, khách còn đứng chờ. Tí nữa là chị phải cho bọn em trước nhá. Không phải sợ hết. Rồi không nhá. Anh đi lâu không à? Anh cho em cục hà nồng mang về. Anh xem rồi không ạ? À? Cô cháu rồi không? Rồi. Một tô cháu nào đây cũng kẻ rồi đúng không? Cô cháu rồi không thôi. À tôi cháu rồi không. Đừng quên đơn của em đi chị. Nhớ rồi. Cái hỏi anh em mà đứng quay quay không còn má đâu. Ờ em nhớ cái vụ mà ở trên Lạng Sơn đấy. Anh em mình cứ mãi quay quay theo lúc sau quay đi quay lại chị bảo hết rồi. Thế là thôi nhịn luôn.
Quẩy này là mình tự làm luôn hả chị? Không, muối bò. Bỏ muối đó. Muối thôi lại còn thừa. Lấy muối rồi. Thôi thôi để châm cái này. Lấy đi. À. Vướng má trong đấy đây. Vướng má. Chúng châm lên đầu cháu ở đây này. À. Thế à? À đây đây đây. Bổ sung thêm cháo vào anh. Bổ sung thêm. Thấy cái má này ngon này. Má này nó nhỏ. Hơi nhỏ cũng được. Để chút đây chút bỏ lại. Vâng. Em là tặng luôn miễn phí cho anh chị luôn cái chuyến nghỉ ở. Ngày 3 rồi. À, ngày 3 rồi cơ. Nói là anh hay làm thuê chị thôi. Tuổi gì đúng không? Ở đây là nóc nhà to lắm, nhìn thì biết rồi. Ôi, không cần làm nóc đâu, trời à? Ơi. Thôi chị nói là nếu mà miễn phí phòng ốc này kia thì chị ra thuê. Ừ, chị à, ơi, quá ngáo chị ơi, thế là miễn phí là đi thật đấy nhá. Đó, miễn phí đi luôn. Ok. Nhưng mà ra phải hướng dẫn em làm lòng nhá, ok không? Ok luôn. Được. Anh kia thêm đĩa dầu vậy á. Tại anh kêu tôi cháo đĩa dầu mà tôi cháo dầu không. Cho nồi cháo trần qua, cho nồi cháo, nói chung là rất nhiều công đoạn luôn. Làm như một cái máy luôn. Cái đấy là gia vị đúng không? Đúng rồi. Nó đậm đà. Đậm đà bản sắc. Nhà hàng ngay vỉa hè. Nhưng thường thường những quán ngon là những quán không cần phải phải trung tâm đâu các bạn. Cứ bán kiểu vỉa hè này khi rất là ngon. Có bao giờ đang ăn mà người ta đến hốt luôn không? Biết là quán cháo lòng nghèo thôi. Thế này các cô chú ý thương đúng không? Đúng rồi. Vâng. Bán đây à, cái này là chị mang đi này đúng không? Mình phải cho cái cốc vào để cho nó dễ ấy à? Đúng không? Nó dễ múc à? Thông minh nhỉ? Rồi, làm cho hai thằng em nó bảo hai cháu lòng đây. Đúng rồi, nó kêu cái bánh rồi. Đúng rồi, kêu. Rồi, bánh 60 thôi, thiệt không? Cũng có chụp ảnh. Anh rất cẩn thận luôn, vừa giao được khách. Nào của Hải đâu? Vẫn chưa được à? Ít giá thôi. Chờ em tí. Thằng ơi, quen thì cứ bắt làm. Mà nước cháo đây nghe chỉ có vẻ hơi loãng loãng kìa. Hay là trong này người ta ăn kiểu như thế? Trong này, trong này người ta ăn thế. À. Trong này à, không cháo đặc như ngoài Bắc không? À. Tại vì mình còn bỏ đầu vào nữa. Đúng rồi. Bánh có ý là nó vừa. Mấy này khách ở đây đa số là ăn cháo ấy à, ăn cháo luôn hả? Rồi 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 rồi. Tiếp ở dưới ấy.
Khi nào mà chị làm cái má heo cho em, chị móc cái con mắt của nó ra nha. Con mắt à? À, hồi lúc quay phim là nó hình nhìn con mắt là nó xóa video đấy. Nòng ở đây là không có tẩy rửa gì hết cho nên là nhìn nó không được trắng tinh đâu. Đó. Thôi. Cứ cái kiểu chỉ cần chủ trắng là được rồi, cần gì lòng trắng. Cái lòng không được cả. Lõn la đâu. À, thôi được rồi, nhìn chủ lõn la là được. Chào má heo nha. Rồi, chào má heo. Cho em cả lưỡi luôn nhá. Đây, em đang cắt anh. Dạ. Chị cứ làm, có cái gì ngon hết chị bỏ hết ra cho em nhá. Món này món gì đây? Lòng. À. Em nói rồi đấy. Nội tạng nha. Lòng, tim. Ờ, à, xin chào nhá. Ê, mua má heo chưa? Mua ăn thôi. Ăn ở đâu đây? Ở đây này. À, vừa ngồi kia à? Hai chị này quen thôi. Rồi, mấy ông mà hay đến quán má heo này là dễ quen Sapa TV lắm. Con tay anh Hải, Sapa TV chứ anh Hải đấy. Anh hâm mộ chú nên được Sapa TV. À, ok anh. Anh ngày nào xem. Ngày nào xem à? Lần sau xem, nếu mà xem thì lần sau xem nhớ đừng bỏ qua quảng cáo nhá. Nó hiện cái chữ quảng cáo lên thì đừng bỏ qua nhớ chưa? Quay anh à. Ok anh, yeah, cảm ơn nha. Cái này là chị không trần qua nước, đâm ra là khi bỏ vào khác là nó sẽ hơi bị tâm. Nó đen. Nhưng mà nếu mà dùng kỹ thuật một chút nước đá thứ là nó đỡ, nó sẽ trắng nó đẹp. Chị móc mắt ra cho em nhá. Này làm phục vụ hết này để đâu hết tiền. Giờ với lại là đi đi lại lại này người là cũng đẹp cơ, đúng không? Không có tiền để thuê. Anh không chỉ ra bán từ 3 giờ là lúc mà nắng rất là đắt luôn ấy. Ờ. Mà chẳng hay ra thì chắc thôi. 2 rưỡi là ra rồi. À. Và nhiều khi mình cứ phải nói 3 giờ không khách đến sớm qua bán không kịp. À, mà đến đấy là mình còn đang làm á. Nhưng mà quý dưỡng da là sao chị? Hả? Quý dưỡng da ấy. Ôi trời lắm á, chị không bịt được đâu, lắng này. Mà à, bốn cái bé vùng quanh này thùng nóng chị không bịt được đâu. Trắng cái này không biết có chỗ nào đen không nhỉ? Có chỗ đen. À, có chỗ đen rồi. Lắng lóng lắm là không bịt được đâu. À. Này bếp này này. Vâng. Hello anh. Vào đây ủng hộ cháu Long đi anh ơi. Bạn chào Sapa mấy là như gì nhỉ? Phạm Dung. Phạm Diễm, Phạm Dung hay quá. Đi Sapa đi liên tục rồi. Đấy. Đúng rồi, chị bữa. À, khán giả của anh Sapa. Chị bữa ra cho em, bữa đôi ra. Đấy, mắt con mắt luôn. Anh Hải. Móc ra không nhiều ra. Biết rồi. Hay quá. Úi dồi ôi. Đấy. Đây là chị Móc hả? Nóng lắm. Anh cuối cùng kia cũng cho má nhá. Rồi rồi. Ba má heo. Cho em tí. 2 tí cũng được. Anh này là muốn chụp hình với Hải. Ờ, bảo anh chờ tí, nó đang quay chị đẹp đấy. Đây là gì nhỉ? Phản Diễm, Phản Dũng, Phản Dũng. Ê, đưa Diễm tự phục vụ luôn, cho nhanh. Wow. Diễm bê này là cái da má này bao nhiêu tiền chị? 60. 60 cái to này á? Này, em bê là to
đâu. Nặng, này, nặng tay lắm. Em mà rớt xuống là tình cảm là đi xuống luôn đấy. Chắc ngày mai bà thôi để em tự đi. Thôi. Từ mai bà tự exercise đấy. Đây mình em mang ra bàn thế này. Ờ em mang bàn trước có một cái nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, thôi, biết lòng. Thôi quá. Đấy. Cơ bản là có Hải đẹp trai phát là thôi. Có Hải đẹp trai quá. Lòng liếc là thôi, chắc là lòng này dai ngoách rồi. Đúng không? Chị ta thử có sai không? Test thử xem sai không ạ? Anh ăn đây à? Lòng anh má anh ơi. Rồi đang của ai đây? Của Diễm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi gắp mái cho bố mắt người kia nha. Rồi, quá ngon. Ui của em à? Của em đây. Anh cứ đưa cô bé này phục vụ đây. Em tự bưng xíu giảm cho em 5.000 nha. Ờ. À, đây, anh coi dễ lòng nè. Hay quá, tí discount 2.000 liền. Mới chậm nha. Rồi, ngon. Phục vụ chu đáo nhá. Nói chung là khi mà thưởng thức những món ăn đường hộp phố này thì cố gắng là phục vụ ấy. Chô mà. Luôn. Ủa cái này quá siêu to khổng lồ luôn đấy. Anh Hải đã thấy có bao giờ mà thấy cái má to thế này chưa? Chưa. Chưa đúng không? Em thấy. Cái này à? Dạ. Thôi cứ bán về thôi 60 thôi. À vẫn 60. Ồ con này. Chị móc con. Ủa em chị bán sao mà? Chị bán sao? À rồi em nhớ rồi. Em cắt. Biết kiểu không? Chị bê cái má heo mà chị bó cua vắt cả người đi mà. Nó nặng. Sáng nay mới thấy quay chia tay em gì đấy. Em gì em cá chấm đen. Tiên. Dạ. Em tiên đúng không? Dạ. Tưởng đâu còn nắng ngoài Bắc. Chia tay xong rồi bà cái này với chị luôn ấy. À. Rồi, quá ngon. Ký anh Hải ơi. Cái này 2 ký hơn Hải. Cái này là nó có nhanh luôn. Rồi có 3 má rồi chúc cháu rồi nhá. Ok cho em ra hết đồ luôn nhá. Thật mọi người ạ. Với khả năng cầm bạch tuộc của em thì khoảng 2 ký thôi nè. Hơn. Giống mình hôm nay mình lại tiệc. Này có mù siêu to khổng lồ luôn. Ủa cái nước cháo nó ngọt. Mong bay mời. Này, đỡ đỡ giúp anh. Cầm mỏi tay luôn. Đây đấy. Được rồi. Cho anh xin tí ớt nè. Ở đây là pha nước chấm kiểu ớt mẹ là chanh. Ớt tiêu chanh. Ăn ăn cay ha. À. Mỗi nơi thì nó có một kiểu ăn riêng. Tắt thơm nữa anh ạ. Wow, tiếng ngâm máy bay luôn. Uầy, ngọt đấy. Sớm đây được đi nhỉ. Nào, mời đại gia đình cũng được, nó to. To ăn nhỉ. Nó to mà nó khá là bỏng luôn đấy. Đây, hai anh em mình đây anh em. Nặng lắm nhỉ. Nín thở luôn anh em ạ. Em cảm ơn chị nhá. Chị có rảnh ra đây ngồi ăn giao lưu bọn em. À. Ủa. Này. Mà nhiều thật lắm nha anh. Đây này. Đây. Đi chưa? Ủa. À, ăn có miếng thịt này. Đã nhờ. Ủa đây. Đúng rồi cái thịt má này nó mới gọi là. Cái má như thế này mà chỉ có 60 ngày thôi mọi người. Ở đây là với nhiều chỗ nha thì có nơi những họ thuê mặt bằng phải tới 200 hơn thôi nè. Ở chợ Viên nó cũng không bao giờ có giá rẻ như này luôn, thề với anh em. Nó ngọt. Bánh thịt luôn này.
à, mình có gọi cho anh Dũng, cái má cũng to không kém anh Dũng, gán quay xong xíu ăn sao nha. À, mời cả nhà nha. Ủa. Đây, đây người ta gọi là đỉnh cao công nghệ Sài Gòn. Đỉnh cao ẩm thực Sài Gòn anh em ạ. Cái thịt nó ngọt ghê luôn á. Quá đã. Em đi chợ phiên với anh á, nhưng mà em thấy trong chợ phiên cũng đâu có bán kiểu này đâu. Có. Lợn đen thôi đúng không anh? À, nhưng mà chợ phiên thì họ sẽ lọc cái thịt này, họ bán là 300.000 một kg. Dạ. Ủa, nhưng mà nó hơi bọng anh em ạ. Nóng. Mình sẽ bóc ra để nó nguội nguội ăn. Thật ra là giống như tụi em quay á, thì nhiều người cũng nói là chất lượng như thế nào mà chỉ có 60.000. Đó, nhiều người họ thắc mắc, nhưng mà thật sự là chỉ tới đây ăn thì mới cảm nhận được rõ là cái thịt nó rất là chắc và rất là ngọt thịt. Cái vấn đề của nó ấy, là nhiều khi mọi người cứ thấy rẻ quá lại sợ là thế loại thế kia, nhưng mà mình phải nói thật với anh em là ở ngoài người ta khi mà người ta nhập được cái hàng nó rẻ ấy thì bao giờ người ta bán giá hợp lý, chứ bán giá hợp lý thì nó đông khách hơn. Đây. Quá đã luôn. Cảm ơn. Ui. Hoa rơi luôn. Ngon anh. Tỉnh cao. Hài lòng không? Quá hài lòng. Má heo à, xong mà còn một tô cháo mà có đánh quý cho mày nữa nè. Anh ăn cháo nha. Cái cháo này à, họ bán kiểu như nào? Cháo này hình như là đi kèm với má heo ấy anh. À thế à? Mình có tính tiền không? Thế thì quá rẻ luôn. Thề với anh em nó rẻ. Xíu mà ăn thử miếng cháo, em không bị cháo đậm đà lắm. Hôm nay là mời anh Hải má heo, nhưng mà mình vẫn không quên là gọi thêm một dĩa lòng, tại vì mình biết sở thích của anh Hải là rất là thích lòng. Đi chợ phiên lần nào cũng gọi lòng, nên là mình còn một dĩa lòng nữa nha anh. Đây một hai cốt đã hết anh em nhá. Xin phép là cho xuống gầm bàn. Ủa, đa quá. Đây, tim này. Xin phép anh em mà thôi, chả đũa bát được gì cả, cầm tay luôn cho lành. Mà cái phần tim mình hơi khô. À, bởi vì chị vừa nay phải nói chuyện với mình. À, chị Trần, chị quá, đâm là nó bị khô. Chị cái này, chị đã luộc chín rồi thì chỉ cần làm nóng thôi. Em là tới quán này là em ấn tượng nhất là hương vị cháo, và cái thứ hai nữa là cái má heo. Nha. Yeah. Cháo hút vòng quanh. Công lợ giả dần. Dạ vâng, anh cứ để cái đấy cho bạn Dũng ạ. Đây là của anh Dũng nha. Ngon nhỉ. Mà còn quá trời nàng luôn nè. Bạn Dũng ăn sau nhá. Mà cái đó là một cái má gì mà quá trời thịt luôn anh không? Ờ. 60.000. Nhưng mà các bạn đến đây lúc mà giá nó lên rồi nó thay đổi thì mình không biết đâu nhá. Còn hiện tại mình đang ăn là 60.000. Lúc các bạn đến đây ăn mà nó lên 70.000 hay 80.000 thì không phải lỗi của mình nhá. Mình chỉ là báo giá đúng sự thật thôi. Cái má này là mình ăn vỉa hè, nhưng mà chỉ còn cho một cái dao với lại cái nĩa này để mà mình lấy nè. Ừ. Cái này là ăn kiểu này là nửa tây nửa ta. Đấy, có dao đấy, luôn nè. Dao, à đây dao dĩa ra đây nhỉ. Đúng rồi. Rồi. Ô, nhưng mà nếu mà chị mà để cái dĩa này là nó rất dễ lấy này. Ui. Đây anh em, rất dễ lấy luôn. Được không? Ok anh cảm ơn. Anh thấy một bán nước chấm hả? Quá nhiều thịt luôn này. Sướng anh nhá. Ok anh. Vừa hôm nay mới quay kênh làm mặt cá chấm. À, xem kênh bạn Dũng. Đúng rồi. Con đấy 52 cân anh ạ. 52 cân rồi. Dạ. À, chào anh nhá. Đi ăn má heo. Ok anh. Cảm ơn anh nhá. Lên TV. À, cho anh lên TV các bạn. Hâm mộ của Phạm Dũng với cả Sapa TV. Ok anh. Thế nào là xem em. Dạ.
có dịp đi ra Sapa chơi nhanh. Nhà hàng là chúng em là toàn món ngon thôi. Nhập vào cái kỳ này. Đây thì còn đây để ăn cháo để gặp và thật chưa? Thôi là đẹp quá. Mà phải nói là siêu thịt luôn anh ơi. Em lấy cái này mẹ mỏi tay luôn á. Nhưng mà quả này đã quá nhỉ. Vâng. À đấy ạ. Khổ quá nhỉ. Vâng. Anh nghe chụp 8 phát rồi đấy. Máy cua 5.000 một kiểu là. Máy nó cùi bắp quá. 40 ngàn. Có dịp ra Sapa chơi nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Anh cho em xin cái dao nha. Tay cái. Ôi tay bẩn. Đây. Ok. Hồi nãy là chỉ mang một cái má nhỏ thôi là rất là nhiều thịt đúng không? Còn cái má lớn này mọi người xem này, thịt này. Quá ôi trời thịt luôn em ơi. Đã nhờ. Ăn này phê. Xứng đáng đồng tiền má gạo. Xứng đáng đồng tiền má gạo. Mọi người xem thịt này. Rất là nhiều thịt luôn á. Quá ngon. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Ôi. Em ơi, cái này hơi nguội, à, hơi nóng. Mình để nguội một chút, gặm một cớ. Ngon quá. Nè, nhiều thịt chưa? Anh ở thường thịt đấy. Ở Sài Gòn mà em đi quay nha. Ờ. Làm một cái má này này, một cái má dưới thôi. À, mà người ta nướng với lại muối ớt ấy, là giá bán là 70 ngàn một cái. Ồ. Đã quá, cái này nhiều thịt mà. Cố lên. Tay anh rất là khỏe rồi mà còn khó lấy nó ra đấy. Yeah. Thôi được rồi, không chịu. Gặm cả cái luôn em ơi. Anh em à. Ôi thật là. Ngon. Nó bỏng. Không có ăn thủ không? Thôi được rồi. Ăn miếng thịt rồi hấp miếng cháo. Nói chung là mình cũng phải nói thật với anh em là ăn làm sao mà cho nó sướng cái miệng là được anh em ạ, sướng cái mồm. Ngon. Tặng anh à? Anh đi, anh có. Anh nói sợ ăn không hết luôn. Đúng rồi. Ăn miếng thịt là hút với cháo nóng kiểu của em ngon. Quá đỉnh luôn. Còn một dĩa lòng đầy luôn. Ra là bình thường ở đây là anh Dũng á, là mỗi lần mà kiểu gia đình mà nhà đẹp cháu là đều ra đây. Đều ra đây để mua á. Em ăn miếng lòng nè. Lấy vật với cái này mà khủng quá anh em ạ, cái này nó to. Tiết này ngon nha. Mà tiết đây bỏng. Ủa béo. Anh ăn thử cái này đi, béo lắm anh ạ. Anh xin phép cầm tay nha. Đây là cuốn họng này. Cuốn họng ngoài anh hay lấy cái đấy đánh cái canh. Bầm mà đúng không anh? Anh em mải ăn quá quên cả rau thơm. Anh em ngoài ra ngoài Bắc à, ra Sapa du lịch, nếu muốn thưởng thức món thịt lợn ngon ấy, đến nhà hàng Sapa TV nhé. Anh em mình nãy giờ là chỉ ăn má heo thôi á, còn nguyên cái lòng luôn. Phải nói là cái má heo là thực sự là không thể đánh đu được hết cái má heo này mà. Cái này nó quá to, ở chợ phiên anh ăn cái nó vừa. Hay là một cái này hai người ăn là vừa. Ừ. Nhưng mà tí nữa, anh em mình gọi thêm, mang về. Tối anh em tôi nhậu tiếp. Ha. Ừ. Nhỏ. Cái rồi đây chỉ cho lạc mình ăn cảm giác như đang ăn rồi chó anh em ạ. Có xả nữa. Ờ. Có xả có đậu, ăn nó sẽ bùi ấy mọi người. Cái phần lòng này giòn, lòng ngon. Này giống kiểu lòng xe điếu nhỉ.
Toàn. Nhưng mà ăn gì thì ăn, nhưng mà anh vẫn thích húp bát cháo ở đây. Công nhận là cảm thấy nó sướng. Buổi chiều ăn ok mà. Quá ok. Thôi. Nói chung là em mình nó không làm mình thất vọng đâu anh em ạ. Mình sẽ cố gắng là đưa anh Hải đến một vài quán mà cũng là cái nhà đồ của anh Hải ở Sài Gòn trước khi mà anh em mình có một chuyến du hành về miền Tây mọi người ạ. Miền Tây sông nước là khi mà khán giả xem kênh Sapa TV, mọi người luôn động viên Hải, anh ơi anh cố gắng là đi thật nhiều, đi nhiều nơi đấy, mình phải đột phá, thoát khỏi Sapa, thoát khỏi Chợ Viên, thoát khỏi Tây Bắc. Mình cũng ra bản thân mình thì cũng muốn là đi nhiều nơi, nhưng do cái tình hình vừa rồi dịch ấy nó bị hạn chế. Thế nếu mà nó mà không dịch thì anh đã đi rồi. Sau cái lần này đi miền Tây đi chơi này ra thì khi anh em mình sẽ dắt nhau đi nước ngoài các bạn. Sang Lào và Campuchia. Để đi nước Úc, đi Mỹ, Thụy Điển như thế này. Quên. Thụy Điển. Ước mơ của nó đi nước ngoài nhưng mà chỉ nghĩ nó đi Lào thôi các bạn ạ. Vậy thì á, để em bán hải sản em kiếm tiền xong anh em mình làm chuyến du hành ra nước ngoài nha. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn mua hải sản hãy liên hệ với Phan Diễm, số điện thoại. Dạ, 0981128578 để tham khảo các mặt hàng, mọi người hãy vào Zalo của Diễm nha. Nhưng mà anh Dũng thì vừa gọi là hai cái má heo, bữa nay 5 bịch cháo để mang về nhà để mình sang mình nhờ chị làm. Còn cái này okay. Thì mình sẽ gói thêm, với lại là mua thêm bữa tối nay thì mình nhậu. Ok. Anh em mình bây giờ đi mua thêm một chút về để anh Dũng lấy 5 bịch cháo đầy đủ, với lại là hai cái má heo to mang về. Quá ngon chị ạ, em ăn no. Đây. Lâu lắm rồi mới ăn no như này đấy. Thế nhưng mà cái má heo của chị là anh thế nào thua? Không hết nổi chị ạ. Quá to luôn đấy. Cho em mấy phần em về đi. 5 phần đúng không? Hôm nay anh em mình về lại liên hoan tiếp các bạn ạ. Chị bán ở đây thường đến mấy giờ đêm để hết hàng? 8 giờ, 8 rưỡi. À. Nhưng mà gọi đặt hàng thì gọi số nào được chị? Đó, điện thoại nha. Đây là số thoại 090. Đây à? Đấy, anh em muốn ăn thì đặt hàng số điện thoại ở biển nhá. Anh em mà ăn mà không ngon thì có gì báo Hải để vào bóc phốt. Suốt ngày cứ hay dọa mọi người là bóc phốt nhưng mà chưa bóc phốt ai đâu bạn nhé. Công việc của chị như này là công việc niềm mơ ước của bao nhiêu người đấy chị ạ. Hay chị ra làm đầu bếp cho nhà hàng con Hải vất vả lắm. Có tháng 10 chai là được anh ạ. Ok, hai vợ chồng 20 chai luôn. Không, đây 5 chai nó phải thiếu làm gì đâu rồi. Đây, nói chung là mỗi một người một việc các bạn ạ. Nhưng mà mình chỉ khuyên anh em là có thời gian rảnh rảnh thì mọi người nên đi chơi để thưởng thức những món ăn, mặc dù nhìn rất là vỉa hè đường phố này thôi các bạn ạ. Nhưng nó có một cái hương vị rất là đặc biệt. Mỗi nơi là mình qua là đều là những quán nó rất là ngon. Bê đô không bê được. Đi đâu đâu 5 giờ mới đến 5 giờ luôn. Là đông khách làm kịp. Em là 5 phần đấy nhỉ. Có mướn á. Có mướn được người á. Thôi mình làm đi. Làm nó lâu mệt nghỉ. Khách chịu khó chờ xíu chị ha. 5 giờ. Ngày nào mệt thì nghỉ ở nhà chờ con chờ cái đi chơi. Đấy nói chung là mình buôn bán kiểu như này nó thích nhất ở chỗ đấy. Nghỉ nghỉ thích nghỉ nghỉ. Thích nghỉ là nghỉ, lâu lâu mệt thì nghỉ ngày, chở con chở cái cho đi chơi thì sẽ thích. Còn mà nghỉ ngày thì nhập ít lắm rồi. Không, ít lắm. Lâu lâu ngày trước chị hay nghỉ, nhưng mà bữa nay chị cũng ít nghỉ tại vì khách tới không có. Nhưng mà ở đây trời mưa thì có bán được không? Lâu lâu 2 tuần chị nghỉ 1 lần. Trời mưa thì có bán được không chị? Trời mưa là bán chậm lắm. À, mưa thế này nó có số lắm ngồi. À. Mưa này ướt hết à, mưa là bán chậm lắm. Cho nên này trời mưa mọi người nhớ ghé đừng có quên. Ủng hộ. Ủng hộ mưa cũng nhớ ghé. Rồi rồi, cháu tin nhớ thằng em. Chị nói là mưa thì chị bán hơi chậm nhưng mà hy vọng là trời mưa thì mọi người vẫn nhớ đến ủng hộ chị nhé. Càng mưa càng nhớ nha. Chị là chị Thuận à hay là chị là đúng rồi, em tên Thuận. Chị Thuận à. Chị Thuận sinh ra
Không, chị Thuận nhiều tuổi hơn em. Nhìn em nó cũ cũ này thôi, nhưng em ít tuổi lắm. Em là nhiều tuổi hơn anh. Mày mới bảo là 86 mà. Em sinh năm 86, chị là 8... Em là 82. 82. Chị là tuổi Tuất đúng không? Đúng rồi. Tuổi Go Go đúng không? Vitamin Go Go. Chuẩn luôn. Vất vả lắm. Không có việc gì làm, làm thôi. Ôi giời ơi bà ơi. Chị sống quê Quảng Ninh. Quê đâu, quê đâu? Chị quê Quảng Ninh á? Đâu? Quê đâu? Hà Tây. Hà Tây, à đúng rồi, Hà Tây mà vừa nãy hỏi rồi. Là chị hay than ấy. À, hay than đúng rồi, Quảng Ninh. Làm như kiểu cứ như kiểu mà siêu đầu bếp ấy. Rồi, về đi. Về đi. Đây, đây, có ngay. Này, sai chồng như nô tỳ con ở này. Anh cực kỳ hiền mà dễ thương luôn á. À. Nhưng mà được cái là có vợ xinh như này thì sai một tí cũng không sao. Đúng không? Ai cũng phải làm. Ai phải làm. Cho được ba bát cơm tối và bát ngủ với bà ấy là thế rồi. À, cơm ăn ba bữa còn đó. Mà cả ngày tối ngủ với chủ à? Tối ngủ với bà ấy được ba bát cơm một ngày à? Tối thì ra mấy chùy. Mà, cách đang quay phim nhiều khả năng à. Ở đây máy bay nhiều. Máy bay. Ăn xong mình ra sân bay chơi luôn. Tí đưa anh ra sân bay ngắm sân bay nhá. Có những quán cà phê ngắm view máy bay luôn anh. À. Anh muốn đi thử không? Tốt mời làm thử tí. Đây chúng ta đi vòng thì xa sân bay chứ mình là lát thì ngay đây. Vâng. Để mình đi vòng đường vòng thì nó xa thôi chứ. Cất cánh hạ cánh thì ngay đây. Đi xèo thôi. Chị làm sẵn rồi, chị múc đấy. Giờ chị tính xong rồi. Có rồi. Xong rồi. Xong rồi chị tính tiền dần luôn cho bọn em đi. Bao nhiêu tiền của em hả? Thôi lâu lâu anh Hải vào đi. Thôi trả tiền đàng hoàng nha. Mấy thang lên à. Chị vừa mới than Quảng Ninh, thế thì làm sao bọn em bao nhiêu tiền hả? Em kiếm bao tiền kìa. Lâu lâu anh Hải vào đây chơi đó thôi. Anh Hải vào chị thấy tính cao không chị ạ? Mấy khi anh Hải vào. Anh Hải đại ca đúng không? Mấy khi em vào chị cứ thịt cho thật khỏe vào. Em kiếm bao nhiêu, khổ kiếm bao nhiêu. Đại đại 200 đi. Quá rẻ. Hai cái mặt, ba cái mặt. Gửi anh 400 đi, 400 mới đủ. Đúng rồi. Thôi 400. Anh em bữa sau em không dám quay lại đâu á. Đúng rồi. Bữa sau quay lại. Không lấy tiền thì là gì mà. Thôi. Ôi, chị có con gái à? Có. Con nào lớp mấy đấy? Con gái à, lớn năm nay thi lớp 10. À. Con gái. Nhiều khả năng là thôi chị em nha, không chị em từ đâu nhá. À, thứ hai là lên lớp 8. À. Nhưng mà nghèo nhưng mà được các cháu ngoan á. À, học giỏi lắm. Ngoan học giỏi là được rồi. Cái xinh như mẹ là đẹp gái như mẹ là được. Em cao hơn, rất cao hơn mẹ. À thế ạ. À. Là mẹ bé nhất nhà rồi. À. Con là cao nhất 6 mấy, mẹ còn mét 1 mấy. Nó xinh nhưng mẹ nó đẹp trai như bố vậy. Đây, hey, mà từ nãy giờ anh ấy đâu bỏ khẩu trang ở đâu? Anh thì bỏ khẩu trang có đẹp không? Da rẻ, da rẻ nhẵn nhụi. À, hay quá. Nhưng mà hôm nay là em hoàn thành lời hứa là đưa anh Hải đến với con cháu của chị rồi nha. Ơi, cứ nhắc anh Hải mãi luôn. À. Sao rồi anh Hải? May là có nhắc của nhà là nó thích lắm đấy. Ôi, đây nó bảo đứng ra chụp hình với chú Hải, chú ba. Tôi quay bữa nay cháu đi học mất rồi.
Thế là anh chị là hai gái một trai à? Đúng rồi. Ba đứa cả? Ba đứa. Người ta dù giàu của mình giàu con. À. Nhìn cứ như thế này làm sao mà hơi phới này. Không có điều kiện luôn, người ta điều kiện nuôi đẻ. Anh ơi, còn điều kiện thì bảo là còn điều kiện đẻ nữa kìa. Đẻ nữa à? Ờ. Đẻ thì nhạy không nhỉ. À, quên qua đầu giường vắt chửa luôn đúng không? Đây cái là nổ. Đây phát là nổ luôn. Đấy. Nhìn. Nhảy ngải mấy đứa? Em ba đứa. Thế? Em thì chị em chỉ cần quên qua phát là chửa. Chị anh bảo đầy phát nổ luôn. Bên này là hai gái một trai, bên này là hai trai một gái. Đấy, đẹp đấy. Em là hai gái một trai. Vâng. À. Người ta giàu cuộn, giàu con. Đâu còn lâu thế? Đâu rồi? Không rồi, đâu rồi. Em riêng mấy bịch? Mình riêng mấy bịch? 5 bịch. Mấy lại 2 má. 5 bịch, 2 má. Đâu rồi? Đấy, mình, cậu bà chỉ bán nó xe máy hay cậu bán cho ô tô không? Đón đi. Đó rồi, đây anh đi. Làm đi. Sao ấy? Ô tô không bán. Ai anh bán. Chà này hiếm chưa? Chà này hiếm chưa? Không chịu. Không chịu thì phải chịu. Lấy nó đúng thôi. Không được đánh nhau nhá. Nội bộ không được mất đoàn kết đâu. Nào gấp má cho em. Hai cái má nữa. Hai cái má đấy mà sao mà hốc hết được hai cái đấy, to quá. Em thích anh ăn đồ anh hẳn, ăn đúng là phải tự nhiên đúng không? Vâng. Nóng ăn, ăn cứ thật thèo. Nhóc này tiếp thế nó mà nó ăn thì cũng hải, cũng hải. Vâng. Ăn giỏi lắm, cái vừa ăn hết, cái nó ăn hết. Rồi, xin anh cảm ơn, quá tuyệt vời. Sau đây có lẽ là anh em mình cũng xin phép kết thúc video từ đây các bạn ạ. À, xin thành cảm ơn bạn Phạm Dũng và bạn Diễm cũng như là chị Thuận đã tạo điều kiện để Sapa TV có một buổi ghi hình vô cùng no. Cảm ơn chị đã mua máy bắn đất nha. À. Anh chị có dịp ra Sapa thì em sẽ chào mời chị nghỉ ở khách sạn Sapa TV.